Báo cáo các cụ nhá. Con Thủ Đức ở Liệp Mai lên con thứ 6 nhá. Anh chung rồi. Anh ngồi ngay lều đấy nhá. Tiếp tục đen nhá. Con đen thứ 4 nhá. Tập Văn nhá, chào Tập Văn nhá. Nguyễn Quang nhá. Cầu thủ ngồi lều lên chấm trắng. Lên con thứ 6 nhá. Ba đen hai chép nhá. Toàn loại 6 7 cân chép cũng bằng chấm nhá. Đen mẹ. Đen à? Này mới mi được nhìn thấy không? Đen hay chấm trắng? Đen. Chẳng đen rồi. Thấy đen. Tiếp tục quân đen thứ 4 nhá. Quấn ổ là có thật nhá. Chào. Con thứ 6 các cụ nhá. Còn nhiều lắm. Con thứ 6 và 4 đen 2 chép nhá. Chép cũng đầu 5 đầu 6 nhá. 5 cân nhá, dối phải 5 con trên 8 đen. Máy của tôi. Không có máy là con mượn máy của mình cậu. Chào toàn quốc nhá. Chào Nguyễn Đà nhé. Cần thủ Đức Điệp Mai ngồi ở lều lên con thứ 6. Chỉ trong có là được 4 đen rồi nhá. 2 chép. Quá rực rỡ. Lâu lắm mới lại có một cái hình ảnh đẹp như hôm nay Tập Văn nhé. Ngày đi thế nào chứ được. Kê mất cũng được. Chứ mệt quá mình bỏ cân rồi. Mày có anh bỏ cân rồi. Này đâu nghe thử đấy. Này cân thủ nghe thử đấy. Ở đây là dính mẹ rồi. Dính mẹ mô nhỏ cũng mới là được cái nhúc mới lắm. Không nhận được. Hôm nay thời tiết nắng một tí nhưng mà dòng cá cũng rất là mệt nha. Mệt nhưng mà rất thiếu sướng. Con sao phải gì anh? Con sao thả chép sao? Quay lại. Thập xuống. Thập lúc đó thì chào Thanh Mai nhá. Phơi nắng để cho nó đẹp da, cho nó chắc da nhá Thanh Mai nhá. Sướng, sướng chưa, phê chưa? Cần thủ nay còn bảo là mỏi tay là có thật nhá, các cụ nhá. Cần thủ mà nay mà kêu thế, kêu là mỏi tay là có thật. Chào toàn quốc nhé, ổ được 6 con thì 4 đen 2 chép nhé. Chép cũng đầu 5 đầu 6 nhé. Ngày vạ mùi quay mặt cái vạ mùi. Cần thủ nay còn bảo là mỏi tay là có thật. Xuống đi em ơi, xuống ngay đây. Nhanh còn kịp. Quách Tĩnh à? Con thứ 6 được Quách Tĩnh nhá. Sang đâu nhỉ? Lên chở cá về cho cậu đây, mang ô tô mà lên đi. Hả? À thế không? Con thứ 6 rồi sang nhá. Em mua một cân này chứ nhá. Cậu đây đang mệt quá rồi. Đen. Ôi thôi.
Có câu đêm cứ được rồi là sướng. Đức canh nhá. Mình mua mình ít thôi thôi. Lên chờ giúp cho cậu đi, cậu đâu mà nay mỏi tay quá rồi. Luôn luôn luôn. Rồi, cá đã vớt cá thành công luôn nha. Mệt quá. Ui giời, thế kia ba bốn phát nhỉ. Có phải nó đóng mẹ đấy. Nổi phao đấy mới giật. Nổi phao đấy mới giật. Mồi này nay mà cậu đang bảo là đánh Thanh Nga nhưng mà sang nó không cho đánh. Vâng. Lên thả cá cho bạn bao nhiêu cân? Bao nhiêu? Nó đều như nhỉ? Thu cân. Con này to đấy. À. Con nó không, nó tầm 7 cân. 7 cân. Đấy. Đấy. Còn thứ tư đèn với hai con chép nhá. Chép cũng 56 cân nhá. Đây tất cả đây nhá. Con này to. Nó hơi tối nhỉ? Nhưng mà tất cả của cầu sang nhá. Cả một bể luôn nhá. Bể mỗi bể vừa chiếm của cái. Thanh Mai cứ xuống đi Thanh Mai nhá. Xuống đây có người Châu Linh nữa nhá. Hôm nay thời tiết nó hơi nóng một tí nhưng mà cá thì lại đi ăn mạnh. Mặt hồ rất đẹp. Nếu cởi chân rồi. Cởi cái ủng khăn đi. Nếu cởi chân đi. Phải nói là mồi này tuyệt vời đấy Sang. À, cậu nay còn bảo mỏi tay là có thật đấy. Câu nó đấy. Chào các cụ nha.